Một cái nồi lẩu to chà bá như vậy mà chỉ có 150.000 thì có gọi là rẻ không trời. Quán này được một cái bạn trên TikTok chỉ Phúc lâu lắm rồi. Nằm trong khu đường 27 đối diện với lại chợ An Nhơn Gò Vấp nè. Các bạn chạy vào vừa qua Bách Hóa Xanh là tới rồi. Mà tối nay mới có dịp ghé lại phát hiện thêm một cái thú vị là quán nằm cách chỗ nhà trọ Phúc từng ở gần 3 năm trời thời sinh viên chỉ có vài căn nhà thôi. Đây là một cái chiếc quán chuyên bê tươi, menu có khá là nhiều món lẩu ngon chỉ từ 150.000 như là lẩu đuôi, thịt sườn, thập cẩm, tủy ốc, gân dựng hay là cái phần lẩu xíu quách như Phúc gọi nè. Các món xào hấp thì trung bình chỉ khoảng 101 một phần. Mà tối nay cái dĩa gân xào sa tế với hành tây khá là ngon nha. Đến quán B thì nhất định là phải gọi một phần B thôi. Cứ 55.000 100g á, mình đi đông thì gọi nhiều hơn. Phần thịt B được rắc nhiều mè và hành tây lên trên, ăn kèm với lại các loại rau. Mà nếu thích thì các bạn có thể rắc thính lên trên thịt B cho thơm, rồi cuộn cùng với lại rau, chấm cùng với lại mắm nêm rất là ngon luôn. Menu còn có đa dạng các món từ B như là da B luộc, sườn B nướng, dựng B hầm tiêu xanh hay là hầm với lại thuốc bắc cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Tối nay thì tụi mình gọi một phần lẩu xíu quách 150.000 với lại một cục xíu quách, ăn kèm với lại nhiều món topping nhúng lẩu như là đậu hũ non, huyết gân sụn nạm da bê khoai môn chấm cùng với lại chao sa tế. Cái phần lẩu thì nấu vị rất là ngon nha, ngọt thanh kết hợp với lại các loại rau cải, rau má, rau mồng tơi. Rồi thêm một phần mì trứng nằm chung trong combo lẩu mà không cần phải bỏ thêm tiền nè. Quán này tên là B4 Quyết Thắng, đã bán 7-8 năm ở Sài Gòn rồi. Quán này nằm ở số 102 đường 28, phường 6, quận Gò Vấp nha.